Tượng Mã Đáo Thành Công là một cái hình tượng rất là có ý nghĩa trong phong thủy. Và ngày hôm nay tượng gỗ đẹp Phúc Tấn em sẽ giới thiệu đến với anh chị một tác phẩm gọi là siêu phẩm bên em, được chế tác từ chất liệu gỗ mun hoa. Một tác phẩm Mã Đáo Thành Công mang rất là nhiều ý nghĩa về sự thành công, sự đoàn kết và thịnh vượng. Tác phẩm này bên em với chiều cao là 40, chiều ngang là 60 và chiều sâu là 16. Chiều cao 40 tính cả kỳ và kỳ là 12 phân. Đấy, một tác phẩm với phôi gỗ chất liệu gỗ mun hoa thì anh chị biết rồi đấy ạ. Một phôi gỗ mun hoa thì các chất lượng của gỗ sau này mình sử dụng thì rất là bền anh chị nhé, rất là bền. Đặc biệt là những cái đường vân của trên cái chất gỗ này thì quá là đẹp. Cái màu gỗ là màu nâu vàng kết hợp với nhau, và đặc biệt là cái phôi gỗ này của bên em là cái phôi gỗ tuyển chọn nên là vân nó rất là nhiều, vân nổi lên rất là rõ ràng đấy ạ. Một tác phẩm Mã Đáo Thành Công thì bên em được khắc họa rất là chi tiết, rất là sắc nét luôn, từng cái hình dáng của chú ngựa rất là oai phong mạnh mẽ và dũng mãnh đấy ạ. Em sẽ quay gần lại cho anh chị ngắm như thế dáng của từng chú ngựa. Đây anh chị nhìn cái ngắm này, cái thế dáng của chú ngựa này. Đấy ạ, cái đường vân trên cái chất gỗ này thì gọi là nổi lên rất là rõ ràng, rất là nhiều nha các bác nhé. Và thế dáng của từng chú ngựa này rất là đẹp này. Đấy ạ, một cái hình tượng của chú ngựa là một hình tượng về cái sự sức khỏe phi thường đấy, một thể lực dẻo dai bền bỉ đấy. Đồng thời là chú ngựa là cũng sở hữu một cái tính cách rất là thông minh, dũng mãnh và hăng hái. Chính vì thế là một cái tác phẩm bát mã mang lại một cái sự an khang, sự sức khỏe và sự phát triển, đặc biệt là mang lại cái tinh thần đoàn kết để gặt hái được nhiều thành công nha các bác nhé. Nên là những bác nào mà làm gia chủ, nào mà làm người kinh doanh, chủ doanh nghiệp đấy, thì trưng bày cái tác phẩm Mã Đáo Thành Công này trong công ty hoặc là trong nhà thì là rất là mang rất là nhiều ý nghĩa, nhiều năng lượng tốt ạ. Đấy, các bác nhìn nhá, những cái tác phẩm này của bên em đục tỉa rất là kỹ này, từng cái mắt này, từng cái đây ạ, các bác nhìn này, từng cái cơ thớ cơ ở trên mặt này, từng cái đường cơ bắp này bên em cũng đục tỉa rất là kỹ và sắc nét luôn ạ. Đây ạ, từng cái đường cơ bắp này, cái chân này bên em đục tỉa kênh bong hết cả da các bác nhé, và hoàn toàn là liền khối hết ạ. Đây ạ, từng cái chân dưới chân trên này bên em đục tỉa moi móc hết cả da, kênh bong hết cả da luôn đấy ạ. Từng cái bờm ngựa này, lông ngựa chú bên em cũng đục tỉa rất là mềm mại, cả ngựa trước ngựa sau đấy ạ, đục rất là kỹ luôn. Thế dáng của mỗi chú ngựa một thế dáng khác nhau và chú nào cũng rất là khỏe khoắn mạnh mẽ. Và tác phẩm này của bên em là liền khối nha anh chị nhé. Phía dưới này là những cái giải đất này, đất này. Bên em được được làm rất là nhẵn bóng này và để nổi ra được những cái đường vân của chất liệu gỗ mun hoa ở trên này. Đấy, các bác nhìn cái đường vân là mê luôn đúng không ạ? Rất là nhiều vân luôn, vân nổi lên rất là nhiều và rất là đẹp, cái màu gỗ rất là đẹp luôn ạ. Đấy, các bác nhìn thấy dáng chú ngựa này. Đấy, từng cái mắt này, từng cái thớ cơ này. Đấy ạ, cái đuôi này, đấy là đẹp luôn. Đấy, một tác phẩm Mã Đáo Thành Công của bên em đấy ạ, gọi là siêu phẩm luôn các bác nhá. Chỉ còn duy nhất một tác phẩm Mã Đáo gỗ mun hoa này của bên em thôi. Và đặc biệt là cái tác phẩm này bên em là tuyển chọn ngay từ phôi gỗ, nên là cái chất gỗ rất là tốt, vân rất là nhiều và liền khối ạ. Đấy các bác nhá, những cái tác phẩm mà bình thường thì nó sẽ vân nó không được nhiều như này đâu, mà nó sẽ bị đen rất là nhiều và vân rất là ít các bác ạ. Đấy, tác phẩm này thì em tặng cả kỷ luôn, tặng kèm cả kỷ luôn các bác luôn nhá. Tác phẩm này thì bên em đang giao lưu với giá là 8 triệu. Bác nào mà mong muốn sở hữu tác phẩm này thì liên hệ đến bên em qua số điện thoại là 0389 889968 ạ. À, em sẽ quay một chút mặt sau cho bác ngắm này. Đây, mặt sau thì vân gọi là cả mặt trước sang mặt sau luôn. Cũng rất là đỉnh luôn các bác ạ. Vân rất là đỉnh luôn. Đấy, nhìn các bác ngắm nhá, vân đằng sau gọi là đỉnh luôn các bác này. Đẹp cả mặt trước mặt sau luôn ạ. Đấy, các bác nhìn mặt sau nhìn mê không ạ? Nhưng cái đường vân của chất liệu gỗ mun hoa quá là mê luôn, cực kỳ mê luôn các bác này. Vân nhiều mà vân rất là đẹp, chất gỗ thì lại sáng màu nữa. Đấy, hàng lại liền khối nữa. Thật sự là bác nào mà chơi hàng kỹ, chơi hàng đẳng cấp một chút thì mình có thể tham khảo tác phẩm này của bên em nhé. Vì cái chất liệu gỗ mun hoa này là cái dòng gỗ thuộc dạng cái dòng gỗ quý rồi, nên là giá trị về chất, về cái phôi gỗ nó cũng rất là cao, rất là cao. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Bác nào muốn sở hữu tác phẩm thì liên hệ đến đến bên em nhé, qua số điện thoại là 0389 889968 ạ. Và các bác nào muốn lên sản phẩm gì thì cứ bình luận phía dưới comment em, thì em sẽ làm một video riêng để đăng lên để cho các bác cùng thưởng lãm
và hữu duyên với sản phẩm thì giao lưu bên em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên em và hẹn các bác vào video tiếp theo ạ.